Xin chào quý vị và các bạn, tiếp tục trở lại với chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu hướng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chắc hẳn rằng trong quý vị có những người rất yêu thích những chiếc siêu xe đúng không ạ? Và tôi cũng vậy. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một chiếc siêu xe của Ferrari. Đây cũng là cái chiếc xe mới ra mắt của hãng xe siêu xe Ý. Đây là chiếc SF90 Stradale. Và đây cũng là cái chiếc xe plug-in hybrid đầu tiên của thương hiệu Ferrari. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu một đôi nét, những cái điểm đặc biệt ở trên cái chiếc siêu xe này đến cho quý vị, nhằm giúp quý vị thỏa mãn cái niềm đam mê siêu xe. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi khám phá mẫu xe này nha. Thưa quý vị, khi mà ngắm nhìn một cái chiếc siêu xe như thế này thì điều gì lôi cuốn quý vị nhất ạ? Đối với tôi thì tôi nghĩ rằng khi mà ngắm nhìn một chiếc siêu xe như thế này thì cái thiết kế, cái ngoại hình và đặc biệt hơn nữa là đối với cái chiếc Ferrari SF90 Stradale này, nó được thiết kế một cách rất là hầm hố đúng không ạ? Và nhìn rất là mạnh mẽ, bởi vì nó được thiết kế từ nền tảng của một cái chiếc xe đua F1. Và ngay cả cái tên của chiếc xe này thôi, nó cũng đã thể hiện được cái tính mạnh mẽ trên đường đua của nó. Ví dụ như là cái chữ SF, đó là cái chữ viết tắt của cái đội đua Scuderia Ferrari. Và số 90, đó là cái con số mà cái đội đua này được thành lập, kể thành lập đến nay là 90 năm. Và cái chữ Stradale trong tiếng Ý, nó có nghĩa là dành cho những cái con đường. Thì như vậy, trong cái tên của chiếc xe này thì chúng ta đã thấy toát lên cái mạnh mẽ cũng như là cái mục đích sử dụng của nó rồi đúng không ạ? Và bởi vì nó cũng được thiết kế trên nền tảng một cái chiếc xe đua F1, cho nên là khi mà quý vị trải nghiệm thì nó cũng sẽ mang đến cho quý vị những cái trải nghiệm rất là hưng phấn. Nhưng mà trước tiên thì xin mời quý vị hãy cùng lướt qua một chút về cái thiết kế ở phía bên ngoài của chiếc xe này. Nhìn phía đầu xe rất là hầm hố. Bên cạnh đó, Ferrari cũng không quên những cái thiết kế khí động học trên một cái chiếc xe gần như là một chiếc xe đua như cái chiếc xe này, với những cái đường nét khí động học xung quanh xe, rồi những cái hốc hút gió, rồi những cái thiết kế như thế này rất là nhiều từ trước ra sau xe. Nó làm cho cái chiếc xe nhìn rất là đặc biệt và ấn tượng. Và ngoài cái việc mà thiết kế bắt mắt ấn tượng như cái chiếc siêu xe Ferrari này, thì tất nhiên những cái chiếc xe đắt tiền thì nó luôn hấp dẫn chúng ta đúng không ạ? Và không những thế, những cái công nghệ được trang bị trên một chiếc siêu xe đó cũng là một những cái để mà lôi cuốn chúng ta khám phá nó. Trở lại với cái chiếc xe SF90 Stradale này thì với những cái công nghệ tiêu biểu là đèn chiếu sáng, như quý vị thấy thì là công nghệ LED. Chiếc xe này nó cũng có cái màu sắc rất là đặc biệt, thưa quý vị. Như quý vị nhìn thấy, đây là cái màu Blue to the Front, rất là đặc biệt. Bên cạnh đó thì những cái logo của Ferrari từ ở đầu xe cho đến bên hông xe và ở cái ốp của cái mâm xe là ba cái logo khác nhau, nhìn khá là ấn tượng và đẹp. Mâm xe như quý vị thấy kích thước rất là lớn, với cái 5 chấu hoặc là 10 chấu tùy từng thị trường hoặc là tùy chọn của khách hàng. Đặc biệt là những cái con ốc được vặn ở trên cái mâm xe này là những cái con ốc titanium, cũng khá là đặc biệt. Một cái điểm đặc biệt trên chiếc xe này nữa, đó chính là cái mui xe với cái thiết kế màu đen được sản xuất ngay tại nhà máy. Như tôi có nói lúc nãy thì cái thiết kế, cái tính khí động học được áp dụng triệt để trên chiếc xe này, như quý vị thấy, với những cái đường, với những cái hốc hút gió ở phía trước cũng như là ở bên hông xe đây, nhìn rất là lớn. Thưa quý vị, tiếp tục mời quý vị cùng ra phía đuôi xe của chiếc Ferrari này. Phần thiết kế ở phía sau thì cũng khá đơn giản thôi, với cái cụm đèn hậu hai bên là hai cái đèn hậu hình oval, giống cái kiểu hai cái mắt kính vậy. Logo ngựa chồm nhìn cũng rất là sắc sảo. Chiếc xe này thì có thiết kế ống xả đôi titanium. Và khi mà quý vị nổ máy chiếc xe này thì cái tiếng máy nó rất là giòn giả, nghe
rất là cuốn hút, và đây cũng chính là những cái điểm mà thu hút chúng ta khi mà chúng ta tiếp cận với một chiếc siêu xe hoặc là mình thích thú với một chiếc siêu xe, đúng không ạ? Ngoài những cái thiết kế hầm hố, ngoài những cái tính công nghệ động cơ mạnh mẽ thì cái tiếng ống xả cũng là một trong những cái thu hút chúng ta. Đây mới là một cái điều quan trọng, chính là động cơ của chiếc Ferrari SF90 Stradale này. Như quý vị thấy, chiếc xe này có động cơ đặt ở phía sau xe và nó sử dụng động cơ V8 4.0 lít. Điều đặc biệt hơn, ấn tượng hơn nữa đó chính là cái mã lực của chiếc xe này, nó lên đến 1.000 mã lực, rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên, có một cái điều đặc biệt như tôi có nói lúc đầu đó, đây là cái chiếc xe đầu tiên của Ferrari là cái chiếc xe plug-in hybrid, và nó được trang bị 3 motor điện. 3 motor điện này nó sản sinh cái công suất 220 mã lực cộng với 780 mã lực của động cơ xăng, nó tạo nên cái công suất tối đa là 1.000 mã lực, rất là mạnh mẽ đối với chiếc xe này. Và tất nhiên đối với những chiếc xe này, khi mà chúng ta trực tiếp cầm lái, trực tiếp vận hành chiếc xe chạy trên đường, thì lúc đó chúng ta mới có một cái trải nghiệm trọn vẹn nhất đối với một chiếc xe đua như là cái chiếc xe này. Nhìn chiếc xe này hầm hố, nhưng mà trọng lượng của nó thì quý vị biết là nó chỉ có 1.570 kg thôi, cũng khá là nhẹ với những cái công nghệ thiết kế hiện nay, với những cái vật liệu thiết kế hiện nay thì các cái chiếc xe bây giờ nó nhẹ hơn. Điều đó nó cũng giúp cho cái việc trải nghiệm, cái việc lái xe nó thể thao hơn, nó mang đến những cái trải nghiệm trọn vẹn hơn, đồng thời nó cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn.